Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube nghe chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Như đã hẹn thì hôm nay Chan xin gửi tới các bạn một bộ truyện dịu dàng và đầy cảm xúc, tình mềm tự nước, hẹn đẹp như mơ của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn mà bạn không thể bỏ qua. Uhm, tình yêu đẹp của tuổi thanh xuân mơn mởn và những thời khắc ấm áp tuyệt đẹp của mối tình Mạnh Hòa Bình và view dài Kỳ mãi mãi sẽ chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ đẹp đến mức không chân thực Mối tình ấy khép lại rồi Rồi Nguyễn Chính Đông bước vào cuộc đời của Giai Kỳ một cách vô cùng lạ lùng Rằng xé giữa quá khứ và thực tại Giữa tình yêu và sự cao thượng Giữa hận thù và tin yêu Giai Kỳ đã lựa chọn điều gì Để có thể đem lại hạnh phúc cho mình và những người mình yêu có nhiều khi thì chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm Thế nhưng mà đến phút cuối thì mới biết rằng hóa ra nó là cả cuộc đời Sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 của bộ truyện Hẹn đẹp như mơ Như tưởng lệ thì các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho trang Like, share video và subscribe kênh để giúp cho kênh chuyện phát triển hơn nữa Cũng như là cập nhật chuyện mới mỗi ngày donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản Paper hoặc là số phí mô, mô. Chan cảm ơn và cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 Giai Kỳ không hề nghĩ rằng kiếp này còn có thể gặp lại Mạnh Hoài Bình, nhưng lại không phải là người thật mà là trên bìa tạp chí. Cô cầm quyền tạp chí nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng thầm nghĩ, chắc là đã qua Photoshop rồi. Ánh mắt này, sống mũi này, làn da này, Sao lại khác với hình ảnh hòa bình trong trí nhớ của cô đến vậy? Lúc ăn cơm trưa tại nhà ăn công ty, cuối cùng cô cũng không kìm được hỏi Châu Tịnh An. Cô nói xem, nhìn thấy hình của người yêu đầu tiên đã lâu năm không gặp trên bìa tạp chí, liệu có giống với phim truyền hình lúc 8 giờ tối không? Miệng Châu Tịnh An đã nhét đầy các món cá thơm lọc xương, lại tiếp tục dùng thìa đút vào miệng một miếng cơm trắng to đùng, ăn rất ngon miệng. Cô gật đầu liên tục, giống, mà còn giống với phim truyền hình thần tượng dành cho giới trẻ nữa Mối tình đầu của cô là ai hả? Không phải là một trong những... Ngày chứ Bố ba giáp hay là tống hiểu ba Đừng có nói với tôi đó là ngô kiến phi nhé Gia kỳ xì một tiếng Những chàng trai tốt Làm sao mà có thể được lên tạp chí nhanh đến vậy Châu Tịnh An lúc đó mới trợn tròn mắt Giống như bị mắc nghẹt Đổi đũa cùng cái thìa trong tay rơi xuống ồ nào hỏi Viu Gia kỳ Người yêu đầu tiên của cô là ai hả Lại còn được lên bìa tạp chí nữa Nói mau, Huỳnh Hiểu Minh hay là Trần Khôn? Câu nói cuối cùng âm lượng khá lớn, làm cho mấy đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh cũng phải quay lại nhìn. Dài kỳ bự mình đáp. Lương Triều Vĩ. Châu Tịnh An à một tiếng, khuôn mặt thất vọng nói. già như vậy sao? Buổi chiều khi lúc làm việc, tâm hồn Dài kỳ đúng là treo ngược cành cây. Lúc thì ngoại cảnh trường quay từ Munich thành Praha, tiếp đó lại làm hỏng mô hình bề mặt cuối cùng thở dài quyết định ngừng lại công việc đang làm đi phà một cốc trà tích lan hồng trà nếu nói ra thì lại thấy bản thân mình là tiểu tư bản kỳ thực lúc cô còn ở trường đại học chỉ cầm một cốc inox thả vài lá trà xanh vào là được xa xỉ nhất cũng chỉ uống nestle cà phê lần đầu tiên vào quán cà phê cũng là do mạnh hòa bình dẫn đi đi từ đường tây hoàn đến đường giải phóng cứ đi thẳng cũng không biết là đi bao xa Cuối cùng nhìn thấy một quán cà phê sáng đèn ở giáp bên cạnh đường, liền đi vào trong. Hôm đó cô gọi một ly lam sơn, hớp từng ngụm từng ngụm, quán rất vắng khách. Cách ánh đến ảm đạm trên bàn, trong một góc xa có đôi tình nhân đang thì thầm tâm sự, bản thân cũng không biết có khóc hay không nữa, chỉ nhớ rằng giá tiền là 60 tệ, sau này chỉ thấy xót ruột, đắt như vậy, thà mua ngày hai bình nhị cô đầu Bắc Kinh cho xong, uống hết một hơi còn có thể mượn rượu vờ say. Hồng trà tỏa ra hơi nóng phẳng vất Cô lấy quyển tạp chí từ trong ngăn bàn ra Quan sát tỉ mỉ Nghi ngờ là mình nhận nhầm người Nhưng mà cùng tên cùng họ Chắc chắn là anh Có thể nhận thấy sự thành thực vững vàng Về cơ bản vẫn như thế Ngay đến cái nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cũng vẫn còn Bìa tạp chí có nền màu đen Làm nổi bật khuôn mặt Ánh mắt và đôi lông mày sáng một cách chân thật Ngày trước quả thật thấy hoàng Bình đẹp trai Mặc dù cao nhưng gầy Bố mẹ anh thường không ở nhà Dì lại không quản lý được anh Lúc nào cũng bữa no bữa đói Lần đầu tiên Giai Kỳ làm cơm rang trứng Anh ăn liền một lúc ba bát Cô đau lòng cảm thấy anh như chưa bao giờ được ăn no vậy Đột nhiên một bàn tay thò ra nhanh như chớp Cướp mất cuốn tạp chí trên tay cô Cô chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng thở liên tục của Châu Tịnh An Chỉ vào cô Miệng há to đến mức có thể nuốt gọn một quả trứng Cuối cùng vì kiêng rè trong căn phòng vuông Còn có hơn 10 đồng nghiệp cố gắng kìm thấp giọng xuống, nói như một tên ăn trộm. "Đây là mối tình đầu của cô. Trời đất ơi, còn giận hơn cả lương triều vĩ ấy chứ." Dài Kỳ cười ngớ ngẩn nói, "Cô đoán mò gì chứ, đương nhiên là không phải." Châu Tình An gật gật đầu, "Chính xác, nếu mà cô là người yêu cũ của anh ta thì còn ngồi đây làm cái gì, đã sớm đi tìm anh ta nối lại tình cũ rồi." Cô cầm quyển tạp chí lên đếm mấy số không ở đằng sau, vừa đếm vừa bùi ngùi nói, "Trẻ như vậy mà đã có nhiều tiền như thế có phải là người không thế giai kỳ vẫn cười ngây ngô câu cửa miệng trước đây của cô là đợi sau này chúng ta có tiền về sau mạnh hòa bình nghe đến phát chán liền phản bác lại cô cô nói đợi sau này chúng ta có tiền chúng ta sẽ mua căn nhà lớn mạnh hòa bình nói tiếp đợi sau này chúng ta có tiền chúng ta sẽ tự xây nhà cô lại nói đợi sau này chúng ta có tiền chúng ta sẽ mua tủ bát của đức mạnh hòa bình nói tiếp Đợi sau này chúng ta có tiền, chúng ta sẽ xây một cái bếp lò Trung Quốc thật lớn ở trong nhà bếp. Cô vanh mặt lên nhìn anh, anh cũng chừng mắt nhìn cô. Sau đó cô cười khì khì, anh ôm cô nhẹ nhàng nói. Đợi sau này chúng ta có tiền, anh sẽ xây một căn nhà thật lớn, xây một bếp lò Trung Quốc, ngày ngày bắt em nấu cơm cho anh ăn. Cô dùng chân đá anh, anh là heo à, đừng có mà nằm mơ. Khả năng buôn chuyện của Châu Tịnh An được huy động hết mức, hào hứng nói. Nè, anh chàng Mạnh Hòa Bình này chuyển từ hệ thống mạng tân quý sang nhà đất tân quý. Công ty anh ta xây dựng cái tòa nhà đó, giá thành đắt kinh khủng, vậy mà vẫn tranh giành nhau mua. Giai Kỳ đột nhiên thấy đau đầu, mắt cũng mở to ra, đưa tách hồng trà lên miệng uống một hớp. Nóng quá, làm vòng cả đầu lưỡi, rốt cuộc là vì lúng túng không biết làm sao, cứ như là chúng ta. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Hòa Bình, học viện ngoại ngữ và học viện điện tử cùng nhau tổ chức vũ hội. Cô bị bạn cùng phòng lôi đi Nhưng không biết khiêu vũ đành ngồi một góc uống nước ngọt Mạnh Hòa Bình ngồi bên cạnh cô Cô uống nước ngọt, anh hút thuốc Tư thế hút thuốc của anh rất đẹp Không giống một số nam sinh khác Chỉ ra vẻ làm bộ làm tịch Sau đó trong dòng người khiêu vũ có người gọi lớn Hòa Bình, Hòa Bình Anh không trả lời cúi đầu lại châm thêm một điếu thuốc Anh dùng diêm quẹt Nhiều năm nay giai kỳ không thấy có người dùng diêm quẹt một que diêm nhỏ dài trắng tinh nhẹ nhàng quẹt bên ngoài thành hộp, nổi lên một đốm lửa xanh âm u. Anh dùng tay dập tắt đốm lửa. Giữa những ngón tay lộ ra ánh sáng đỏ lờ mờ, giống như ánh sáng bình minh nhàn nhạt, nhạt, lúc mặt trời mọc. Dài kỳ cảm thấy hiếu kỳ, không tránh khỏi nhìn thêm một lúc. Anh ngẩng đầu lên cười với cô, lộ ra một hàm răng đều trắng tinh. Thấy cô nhìn chầm chầm vào tay mình, anh rút ra hộp thuốc lá đưa cô. Hút thuốc không? Cô lắc đầu ngoài ngoại sau đó lấy dũng khí hỏi Có thể cho tôi xem hộp diêm của bạn một lát được không? Anh ngớ ra một lúc, liền đưa cho cô cả hộp diêm Không hiểu vì sao, nhiều năm sau đó Giai Kỳ lại có thói quen siêu tầm hộp quẹt diêm Cho dù là ở khách sạn hay là đi dự tiệc, lúc nào cũng đem về nhà một hộp quẹt diêm Nhiều năm như vậy, cô đã siêu tầm được hơn 1.000 hộp quẹt diêm Đủ kiểu dáng và màu sắc, đựng vào trong hộp giấy xếp gọn gàng vào dưới giường không ai biết rằng Ngày ngày cô đều ngủ trên một đống thuốc nổ lớn Nhưng đã nhiều năm như thế Cô vẫn không tìm thấy Chiếc hộp quẹt diêm Giống như chiếc mà Mạnh Hòa Bình đã từng dùng Cô cũng biết rõ là không thể tìm thấy Chiếc hộp quẹt diêm đó Là hàng sản xuất đặc biệt Bên ngoài không hề có bán Trước khi tan ca Cô được biết sẽ phải đi ăn Cùng với một vị khách quan trọng Sự cạnh tranh trong ngành quảng cáo Càng ngày càng quyết liệt Công ty của cô cũng có thể coi là một công ty hàng đầu nhưng không thể không cố gắng hết sức để lập nên công trạng cấp trên còn gọi bằng một cái tên mỹ miều đó là tăng cường giao tiếp châu tịnh an rất phản cảm đối với việc này nói đúng là có chúng ta như người phục vụ nhưng là kẻ làm công ăn lương làm sao có thể không cúi đầu được chứ đi ăn cơm thái lan giai kỳ không chịu được mùi vị của cá miễn cưỡng nuốt món canh đông âm công mà giống như là đang uống thuốc bắc sau đó còn phải giả vờ khen khách hàng đưa ra ý kiến rất có sáng tạo. Sau 3 tuần rượu ăn uống no say, nhìn thấy cấp trên và khách hàng đang bàn bạc vui vẻ, lúc đó cô mới dám mượn cớ vào phòng vệ sinh trang điểm lại, nhân cơ hội trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhà hàng bố trí theo phong cách Đông Nam Á, hành lang vừa rộng vừa dài, một mặt giáp với nước, một mặt là cánh cửa của những phòng ăn. Ở góc rẽ có một người phụ nữ khóc nước nở, Giai Kỳ cảm thấy hiếu kỳ, Châu Thịnh An từng trêu cô, nói sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ bị chết bởi sự hiếu kỳ của mình. Kết quả là sự hiếu kỳ đó đã ép cô nhìn thấy một vở kịch tình yêu đau khổ. Nhân vật chính khóc như mưa, nghiến răng nói. Nguyễn Chính Đông, anh sẽ không được chết một cách dễ dàng đâu. Rồi che mặt loạn trọng bước ra ngoài. Theo lý mà nói, những trường hợp kiểu quỳnh giao như thế này, nam nhân vật chính sẽ lập tức đuổi theo. Nhưng Nguyễn Chính Đông đó lại chỉ cười. Đôi mắt đan phượng hẹp dài sâu thẳm, trong nụ cười dường như có tà khí Chỉ đứng đó cúi đầu mỉm cười Quẹt một que diêm bốc cháy rồi châm một điếu thuốc Que diêm nhỏ dài trắng tinh Nhẹ nhàng quẹt bên ngoài thành hộp Đốt lên một đóm lửa nhỏ màu xanh âm u Anh ta dùng tay dập tắt đống lửa Giữa những ngón tay lộ ra ánh sáng đỏ lờ mờ Dường như ánh sáng bình minh nhạt nhạt lúc mặt trời mọc Chiếc hộp quẹt diêm đó màu xanh nước biển đậm Một màn chỉ có một ký hiệu hẹp nhỏ Màu xanh đậm như hòa vào bên cạnh màu đen của ký hiệu Bỗng nhiên sáng lên dưới ánh đèn Giống như tạo ra bột nhũ bạc Giai kỳ không kìm được nhìn chăm chăm vào chiếc hộp quẹt Cho đến khi Nguyễn Chính Đông đặt nó vào lòng bàn tay cô Cô mới hơi mơ hồ quan sát người đàn ông đó một lần nữa Hút thuốc không? Anh ta hỏi Giọng nói rất hay Dưới nền hành lang có treo những chiếc đèn giấy Ánh sáng có màu vàng cam ấm áp Khuôn mặt anh ở trong bóng tối Dường như mập mờ không rõ ràng Giai Kỳ không ngờ anh ta lại hỏi câu hỏi đó, bật giác đờ đẫn. Sau đó Nguyễn Chính Đông nói một câu, sở trường của cô là đờ đẫn. Giai Kỳ nghe thấy quen quen, sau đó mới lờ mờ nghĩ tới Phạm Liễu Nguyên, sở trường của Bạch Lưu Tô là cúi đầu. Cúi xuống hở chiếc gáy trắng ngần, nghe như tình cảm giạt rào nhẹ nhàng như đang kể, còn cô lại đờ đẫn như con gà gỗ, nghe thấy liền mật hết hứng thú. Trước đây Mạnh Hòa Bình cũng nói cô ngốc, gọi cô là nhà đầu ngốc. Dài kỳ vẫn không hề biết Nguyễn Chính Đông làm nghề gì. Cô thậm chí vô cùng kinh ngạc. Nguyễn Chính Đông làm thế nào mà biết được tên họ và nghề nghiệp của cô? Cách nhiều ngày sau đó, liền gửi tặng cô một bó hoa hồng trắng lớn đến phòng làm việc. Châu Tịnh An nhìn mấy bông hoa hồng trắng được nhập khẩu qua đường hàng không từ Hà Lan, rít lên ầm ầm, không kiềm chế được, chạy như bay sang giật lấy cái danh thiếp được nhét bên trong bó hoa. Nguyễn Chính Đông, người này là ai thế? Giai Kỳ bỗng chốc nghĩ tới cái hộp quẹt hôm đó, chỉ vô cùng kinh ngạc Với con người này lại thần thông quảng đại đến thế. Nhìn bó hoa với một dáng vẻ thờ ơ, Châu Tịnh An đã bắt đầu lời nhảy. Tiểu thư, cô có biết loại hoa hồng này bao nhiêu tiền một bông không? Cô còn không đi thăm hỏi xem, bây giờ làm gì có người đàn ông nào tùy tiện mua loại hoa này để tặng người khác chứ? dài Kỳ nói, nhiều tiền thì vậy thôi. Châu Tịnh An chỉ thiếu mỗi nước Nam Hồ A Di Đà Phật. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, người có tiền như vậy cố gắng mà nắm lấy nhá. Giai Kỳ nói, nắm lấy cái đầu cô ấy con người này không phải là người tốt châu tịnh an xì một tiếng nói dù thế nào thì người đó cũng còn mạnh hơn tiến ca ca giai kỳ hễ nghe thấy cái tên quách tiến là lại đau đầu cái tên quách tiến đó chính là một kẻ rất nổi tiếng trong công ty với tên là tiến ca ca lúc giai kỳ mới vào công ty không biết tốt xấu gì vốn tình đoàn kết hữu nghị giữa đồng nghiệp trong một lần chủ động giúp đỡ anh ta ai ngờ lại trở thành hậu quả lớn Vừa nghĩ tới chuyện này thì Giai Kỳ liền cảm thấy rất hối hận. Bốn dĩ chỉ là xã giao bình thường. Ai biết rằng trong buổi tiệc cuối năm, hắn mượn rượu làm vậy, vừa khóc vừa nói với cô. Giai Kỳ, anh biết em tốt với anh, nhưng mà anh vẫn còn rất yêu người vợ cũ. Anh lại càng không thể có lỗi với con trai anh. Giai Kỳ, anh có lỗi với em. Lúc đó Giai Kỳ bị dọa cho đến đờ đẫn, không ngớt miệng nói anh hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm rồi. Nhưng cái tên còn rất yêu vợ cũ quách tiến đó, không hiểu sao lại đi đến phòng làm việc của cô, lượn một vòng khi đến thì nhìn cô với ánh mắt chăm chú đưa tình dài kỳ bị cái tên rau chân vịt mùa thu dọa đến mức phát bệnh cứ cách vài ngày lại lấy lý do này lý do kia hẹn cô ra ngoài dài kỳ dứt khoát từ chối anh ta lại đau khổ tuyệt vọng dài kỳ anh biết anh không nên nói em yêu thầm anh trước mặt nhiều người như thế nhưng bây giờ anh chấp nhận tình cảm của em mà dài kỳ giờ khóc giờ cười quả thật không thể chịu đựng được sự quấy nhiễu không để ý đến ai đó của anh ta có lúc còn nghĩ đến việc thôi việc Nhưng cuối cùng lại không nỡ Cố gắng chịu đựng nhẫn nhục từng ngày để sống Cũng có thể là do cái mồm đen đuổi của Trương Thịnh An nói đúng Buổi tối lúc tan ca như bị quỷ ám Lại gặp Quách Tiến ở trong thang máy Làm cô đến nổi hết cả da gà Quả nhiên Quách Tiến lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm Cô nói Tôi hẹn bạn rồi Quách Tiến hỏi dồn Em hẹn bạn như thế nào Giai Kỳ lạnh lùng nói Bạn trai Quách Tiến lại cười Em đừng lừa anh, em làm gì có bạn trai chứ Một khuôn mặt bóng loáng hướng về phía cô Anh mời em ăn cơm nhá Âm cuối cùng của câu nói Làm cho Giai Kỳ cảm thấy buồn nôn Chỉ hận thang máy tại sao lại chậm thế Bản thân không thể lập tức nhảy ra khỏi Cái lồng giam này May mà điện thoại reo lên Cô như là bắt được cứu tinh Vội vã nghe tiếng Giai Kỳ, tôi là Nguyễn Chính Đông Giọng nói trầm đầy tử tính cất lên Ánh mắt của Quách Tiến vẫn chằm chằm nhìn vào cô, còn thiếu mỗi nước là không cảm ơn cuộc điện thoại đúng lúc. Vốn dĩ không có sức quan tâm đến việc tại sao đối phương lại biết số điện thoại của cô. Ồ, xin chào. Tôi đang ở gần chỗ cô. Tối nay cô có thời gian không? Cô lập tức trả lời. Có, tôi vừa mới tan ca. Anh đến đón tôi nhé. Anh ta cười thoải mái. Được, cho tôi 10 phút. Quách Tiến quả là có tính nhẫn nại. Cứ đi đi lại lại trước tòa nhà cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của Nguyễn Chính Đông tới. Cô hiên ngang lên xe của Nguyễn Chính Đông rồi đi khỏi. Trong chốc lát, sắc mặt của Quách Tiến làm cho cô rất vui vẻ. Cô vốn dĩ không phải người ham hư vinh, nhưng có một nhân vật giống Bách Mã Hoàng Tử nhanh nhẹn đến cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng, không phải là không thấy cảm kích. Cho nên sau khi lên xe, cũng nói năng nhẹ nhàng với Nguyễn Chính Đông. Ngoan ngoãn đi ăn cơm với anh ta. May mà bữa cơm này không phải chỉ có mình cô với anh, mà là một bữa cơm bạn bè, có cả nam lẫn nữ. Ăn uống no say xong Lấy bàn ra chơi mặt trượt Náo nhiệt vô cùng Họ đánh bài rất lớn Ai thua sẽ phải trả tiền cho tất cả Bất kể ai có mặt ở đó Cho dù bạn gái đi kèm cũng có phần Lúc đầu cô không nhận liền có người nói Chính Đông Cô bạn gái của anh quả thật là chưa từng có Nguyễn Chính Đông cũng chỉ cười Chậm rãi đưa điếu thuốc vào gạt tàn Gạt bỏ tàn thuốc Tiện tay nhét mấy tờ tiền đỏ vào tay cô Đừng không hiểu chuyện như thế Giọng nói ôn hòa giống như đang dạy dỗ trẻ con ngày hôm sau cả công ty đều biết cô có bạn trai giàu có trong giọng nói của quách tiến có một chút dư vị chua sót không biết là thích cô ở điểm nào nữa kỳ thừng trong lòng giai kỳ cũng cảm thấy kỳ lạ vì thế mà cô cầm gương trang điểm lên nhìn ngang nhìn dọc cô là điển hình của mẫu người trung quốc làn da trắng đôi mắt to nhưng không phải là quá đẹp ánh mắt còn hơi đờ đẫn nguyễn chính đông đó cứ như là trên trời rơi xuống vậy rốt cuộc là thích cô ở điểm nào chứ châu tịnh an hết sức tò mò hỏi dồn là bạn gái của người có tiền có cảm giác gì? Cô trả lời Tôi không phải là bạn gái của anh ta Châu Tịnh An kỳ lạ kêu lên Vậy cô là gì? Giai Kỳ nghĩ một lúc cảm thấy đau đầu Kỳ từng cô nghĩ việc theo đuổi của Nguyễn Chính Đông chỉ là một trò hề Cho nên cứ an nhàn quan sát tiếp Hơn nữa lại có thể là một lá chắn Tránh khỏi cái tên rau chân vịt mùa thu quách tiến kia Nguyễn Chính Đông hẹn 10 lần Cô cũng chỉ đi cùng một hai lần Lần nào cũng là đi ăn ở những khách sạn lớn cùng với một đống bạn bè một đoàn người ăn uống vui đùa lần nào cũng chơi hết sức nhưng đều là những nơi chính đáng cũng không thấy anh ta có ý đồ gì với cô nhiều ngày sau đó dần dần trở thành bạn bè lúc đầu hai bên vẫn còn làm bộ làm tịch anh ta giả bộ chính nhân quân tử cô giả bộ hiền lành thuộc nữ thực ra ít khi gặp nhau 10 ngày nửa tháng mới gặp anh ta một lần gặp nhau cũng chỉ ăn uống chơi đùa sau này dần dần cũng chờ rồi trước mặt anh ta cô rất thoải mái cái gọi là nguyên hình cũng được bộc lộ hết ra từ trước đến nay anh ta không thiếu phụ nữ còn cô cũng chẳng có ý định gì với anh ta cả có một buổi tối nguyễn chính đông đưa cô về cũng đã uống khá nhiều lại lái xe với tốc độ cao vì hết tốc lực trên đường cao tốc cô lo sợ nói hay là chúng ta gọi xe uống rượu xong lái xe bị cảnh sát bắt được là sẽ không hay đâu nguyễn chính đông nhìn cô một cái đôi mắt anh là đôi mắt đàn phượng khóe mắt dường như nghiêng dài sau máy vì đã uống rượu khiến đôi mắt nghiêng dài càng trở nên dài và sáng hơn sao hả không vui khi được chết cùng tôi sao dừng một lúc lại nói tôi lại muốn cô chết cùng tôi đấy tránh khỏi việc mỗi lúc ở bên cạnh cô dáng vẻ lúc nào cũng không tập trung cô đã quen nghe anh ta nói năng linh tinh nên cũng chẳng thèm để ý anh lại tiếp tục nói một mình cô nói xem người như tôi không tốt ở điểm nào một đấng anh tài tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài có phong độ có trình độ có khí chất có hình tượng cũng có thể coi là thanh niên ưu tú tại sao cô lại không coi tôi ra gì thế nè viu dai kỳ tôi đang nói chuyện với cô đấy cô đừng có muốn để ý thì để ý muốn không để ý thì không như thế cô chỉ quay đầu lại nhìn anh ta một cái nói những người coi trọng anh đã quá nhiều rồi không đến lượt tôi đâu anh cười diễu cợt nói cô nghĩ họ thật sự coi trọng tôi sao đó là họ coi trọng tiền của tôi thôi Cô cũng cười giễu cợt nói Nguyễn Chính Đông Anh mà cũng bị lừa sao Thật ra tôi còn coi trọng tiền của anh hơn cả bọn họ Nhưng mà công phu tu luyện của tôi cao Đã đọc đến 7-800 quyền tiểu thuyết ngôn tình Nên biết được loại người như anh Lại thích những người không coi trọng mình Có hứng thú đối với những kẻ cho rằng Dễ bắt nạt người khác Nhưng ai dè người đó lại lợi hại hơn mình Cho nên tôi cố tình thả anh ra để cho anh mất phòng bị rồi lại bắt anh lại cố ý không coi trọng anh thả mối câu dài để bắt con cá vàng thực ra tôi nằm mơ cũng chờ anh cầu hôn tôi đấy anh cười ồ hóa ra cô nghĩ như vậy sao thật là không ngờ này này nếu đã như vậy không vào ngày mai chúng ta đi đăng ký luôn hai bán thành phẩm xấu xa mới có thể tạo thành một đôi trời sinh cô nói Hai bán thành phẩm xấu xa, tôi không dám nhận. Trên đời này không có tên khốn nào là có tiền cả. Chỉ có những tên khốn nghèo khổ không có tiền thôi. Tôi không dám nhận mình là một đôi trời sinh với anh đâu. Hơn nữa tôi vẫn còn trẻ, đã sớm gả cho anh như vậy. Sau này quay đầu lại nhỡ gặp được người có tiền hơn anh thì sao? Không phải tôi sẽ lỗ to hay sao? Anh cười lớn, mặt mày đều giãn ra. Chiếc ghế bóc ra thật trong xe, tạo ra một mùi ngây ngây nhẹ nhẹ. Luồng gió từ điều hòa thổi ra mùi hương thoang thoảng hơi thở đàn ông, mùi rượu, mùi thuốc trên cơ thể anh. Cô cảm thấy khó chịu, ấn tấm kính cửa xe xuống, gió lập tức ùa vào trong, vù một tiếng làm cho tóc cô rối tung cả lên. Anh ta nói chuyện lúc nào cũng là cái giọng điệu đó, một câu thật một câu giả, cô không thể đoán được, đành không tin tất cả. Chương 2. Cứ như thế, cũng không biết từ khi nào Nguyễn Chính Đông không đưa cô đi chơi bài nữa, ăn cơm cũng chỉ có hai người, thậm chí thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty đón cô. Giai kỳ dần dần cảm thấy bất an Cuối cùng cũng nói ra Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa Nguyễn Chính Đông đờ đẫn một lúc nói Được thôi Ngừng lại rồi nói Vậy hôm nay tôi sẽ tặng cô một món quà Lái xe đưa cô đến cửa hàng đá quý Nhìn cô bán hàng lần lượt lấy ra những thứ lấp lánh, óng ánh cho cô xem. Cô không phải là người không ham hư vinh, cũng thích trường hợp như thế này. Những viên đá lớn được bọc cẩn thận trong nhung tơ, phát ra những ánh sáng long lanh như là giọt nước mắt. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp Nhưng không hiểu vì sao Cuối cùng chọn đi chọn lại Chỉ chọn một sợi dây chuyền vàng có giá rất rẻ Cô đã quen với việc không tham lam Bởi vì những thứ quá tốt sẽ không bao giờ giữ lại được Trên đường về Nguyễn Chính Đông không nói gì Anh lái xe rất nhanh CD phát một bài hát cũ Scarborough Fair Anh không thèm chú ý Vượt qua đèn đỏ Một màu trắng lóa mắt sáng lên Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi sợ hãi Quả nhiên Nguyễn Chính Đông đạp mạnh phanh xe, quay về phía mặt cô, hồn mãnh liệt. Một sức lực lớn như thế vây chặt lấy cô. Giống như là muốn nuốt gọn cô xuống. Trước giờ anh không hề như thế này, đã lâu như vậy, dường như anh chưa từng cầm tay cô. Những cô gái bên cạnh anh như chiếc đèn cù, thay rồi lại thay, cũng không hề giấu giếm cô. Anh đối với cô không cần cũng chẳng xa, giống như là một bình hoa, lại càng giống như quần áo. Quần áo của anh đã quá nhiều, cho nên cũng chẳng hiếm có gì. Dù gì treo ở đó lâu lâu không nhớ lấy ra Có lần uống nhiều rượu nửa đêm gọi điện cho cô Nói chuyện làm nhảm với cô Sau đó cô lờ mờ nghe thấy ở đầu dây bên kia Có một giọng phụ nữ nẫu nịu Chính đông, anh có tắm hay không hả? Anh nói đến đây Tạch một tiếng ngắt điện thoại Để cô lại giờ khóc giờ cười Cô cố sức dãy dụa nhưng không được Cuối cùng hốt hoảng đến phát khóc Chính đông cuối cùng cũng nới lỏng tay Hơi chán nản nhìn cô những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi trong âm thanh phức tạp ầm ĩ đó anh lầm bầm nói tại sao lại là cô chứ một câu nói vô duyên vô cớ cô không hiểu nước mắt vẫn ngấn trên khóe mi hễ động vào là lại, lại muốn lã chã rơi xuống anh không chịu để cho cô xuống bắt taxi cuối cùng vẫn kiên quyết đưa cô về nhà một thời gian dài sau đó anh không hề xuất hiện trước mặt cô châu tịnh an rất thất vọng vì sự rút lui này phê bình cô gai gắt view dài kỳ cái đầu đầu heo này Ngay đến cả người có tiền cũng không thể giữ chặt được Giai kỳ vâng vâng dạ dạ nói Lần sau nhất định, lần sau nhất định Cuộc sống của Giai kỳ nhanh chóng yên tĩnh trở lại Ngoại trừ một điều khác biệt Đó là thêm chiếc hộp quẹt diêm đó Lúc hoàng hôn thỉnh thoảng cô ngồi bên cạnh bàn Lấy ra chiếc hộp quẹt diêm Đốt cháy một que Chăm chú nhìn nó bị đốt cháy thành cho Từng chút từng chút một Loại quẹt diêm đặc biệt này Từ sau khi chia tay với Mạnh Hòa Bình đã nhiều năm cô không nhìn thấy Nhỏ mà dài có thể cháy rất lâu Một hộp không hề có nhiều que diêm Cho nên cô rất quý trọng Chủ yếu chỉ cầm hộp quẹt đưa lên trên tay lắc lắc Nghe thấy tiếng loạt soạt như tuyết rơi Cảm thấy rất vui vẻ Công ty vẫn rắc rối căng thẳng Cô và cấp trên phải chạy theo một khách hàng lớn Theo hơn nửa tháng vẫn không có kết quả gì Sự nhẫn nại dường như đã bị bào mòn đến tột cùng Kết quả là Hôm đó từ phòng tiếp khách đi ra gặp phải một người rất quen đi ở hướng ngược lại dài kỳ hơi đờ đẫn là bạn của nguyễn chính đông lúc đầu luôn luôn cùng nhau đánh bài chính là người nói cô chưa từng có dài kỳ nhớ hình như họ của anh ta là dung quả nhiên khuôn mặt cấp trên cười rất tươi ấy dung tổng hân hạnh được gặp mặt giới thiệu cho dài kỳ đối phương hình như cũng nhận ra cô hóa ra công ty này là của ông ta biết được bọn cô đến từ đâu quay đầu dặn dò thư ký mấy câu lập tức có hy vọng. Cấp trên vui mừng hết mức, nhẹ nhàng khen cô. Được rồi, quên viết dung tổng khi nào mà không thể nói một câu. Quả thật là hững hờ. Lập tức lợi dụng thời cơ để cô ở lại đàm phán chi tiết công việc với đối tác. Đàm phán xong công việc, dung tổng mới hỏi một câu. Sao không thấy cô đi bệnh viện thăm chính Đông? Gai kỳ quá nỗi kinh ngạc. Không đợi cô nói, dung tổng đã thở dài một tiếng. Cô đi thăm anh ta một lát đi. Giai kỳ do dự mất 2 ngày mới đến bệnh viện Không ngờ rằng bệnh viện cũng náo nhiệt lạ thường Nửa con đường hành lang xếp đầy hoa tươi Y tá hệ nghe thấy hỏi Nguyễn Chính Đông ở phòng nào Ánh mắt lập tức khác thường 1708 chính là căn phòng thứ tư từ góc ngoặt bên trái Cửa phòng mở một nửa Phòng bệnh là một phòng riêng Bố trí không kém gì khách sạn Khắp nơi đều là hoa tươi và hoa tươi Dưới thềm dài thảm bông Dẫm lên mà không hề có tiếng động Bên trong có người cười khì khì nhẹ giọng nói mềm mại ngọt ngào cô yên lặng đứng mấy giây vốn dĩ định gó cửa nhưng sao lại quay người bước đi hành lang yên tĩnh vắng vẻ vọng lên tiếng bước chân của cô đây là khu bệnh riêng giai kỳ đã từng tới đây là đi cùng mạnh hòa bình lúc sau mẹ của mạnh hòa bình muốn ăn bánh hạt rẻ mạnh hòa bình liền xuống lầu đi mua sau đó mẹ của mạnh hòa bình không vội cũng không chậm nói với cô một câu cô không xứng với hòa bình cho nên hy vọng cô đừng làm khổ nó nữa bản thân cô lúc đó hoảng hốt và bối rối đến thế cô mơ hồ nghĩ đầu kia của hành lang xuất hiện một bóng người cao lớn quen thuộc khuôn mặt chính là hình ảnh mà cô ngày đêm thương nhớ đối phương dần dần tiến tới cô hơi ngẩng mặt lên dường như nhìn chăm chú một cách tham lam ngay cả đến những chiếc lông mi cũng rõ ràng chân thực đến như vậy giống y hệt hình ảnh khắc ghi trong tâm trí của cô anh đã thay đổi rất nhiều Nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả Anh là Mạnh Hoa Vinh Đó chính là Mạnh Hoa Vinh Mà cô vẫn mãi ghi nhớ Cô ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên Mạnh Hoa Vinh Anh đứng ở đó nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh Cô dường mắt đờ đẫn Anh cũng ngây người ra Hai bên hành lang đều là hương hoa Hoa hồng với bách hợp Violet với lan tự hình Có tình nhân với hoa ca la những lãng hoa và bó hoa lớn được bó tinh xảo. Đột nhiên chân tay dài kỳ như đóng băng Là Mạnh Hòa Bình Không ngờ thật sự là Mạnh Hòa Bình Cô lại có thể gặp được Mạnh Hòa Bình trong kiếp này Hiệp lộ tương phùng Mấy năm đầu sau khi chia tay Cô vẫn có ý nghĩ gặp lại Mạnh Hòa Bình Từ hoàn cảnh cho tới câu nói Từng lượt rồi từng lượt Hoặc là 10 năm sau Hoặc là 18 năm sau Giống như cuốn tiểu thuyết của Ái Linh Lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ nói một câu, chúng ta không thể nào quay trở lại được, hoặc chỉ có 3 năm, 5 năm gặp lại nhau trong một buổi khiêu vũ thanh bình lộng lẫy, đẹp như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Sau này cô dần dần nản lòng, hiểu rõ được sự xa cách của vận mệnh. Vậy mà cô vẫn gặp lại anh, kết quả là sự việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Giọng nói của cô lại vẫn lưu loát rõ ràng, không run rẩy cũng không nói lắp. Mạnh Hoa Vinh, là anh sao? từ trước tới nay cô vẫn thích gọi cả tên và họ của anh mạnh hòa bình mạnh hòa bình mạnh hòa bình trong thời khắc trái tim tan nát cũng chỉ nước mắt giàn giụa dùng hết sức lực để kìm không cho bản thân phát ra bất cứ lời nói nào mạnh hòa bình dường như chỉ cần cố gắng hết sức gọi như vậy trong tim anh sẽ có thể trở về bên cạnh cô một lát sau anh mới nói là anh nhẹ nhàng ngừng lại một lúc lại hỏi giai kỳ nhiều năm như vậy em đã đi đâu hả Cô ở một tiếng nói Em vẫn ở đây Cô đơn giản kể cho anh biết về sự lăn lộn nghề nghiệp của mình Trong những năm đó Anh nhớn mày Chuyên ngành của em không phải là tiếng Tây Ban Nha sao Tại sao bây giờ lại làm quảng cáo Ngoại ngữ tìm công việc rất khó khăn Đặc biệt là sinh viên loại 3 Với một chuyên ngành loại 2 Tại một trường đại học loại 1 Cô lại rốt nên vĩnh viễn Không thể thi được bằng tư cách viên dịch huống hồ anh có học vị thạc sĩ lại là chuyên ngành vi điện tử kết quả bây giờ lại chạy đi làm cái ngành nhà đất vô lương tâm đó quả thật là làm người khác thất vọng vốn dĩ nên xúc động nghẹn ngào khi gặp lại người tình cũ nhưng lại đi nói mấy chuyện ngoài lề vô vị nhàm chán này chứ quan trọng hơn là một câu cũng không nhớ ra được những câu nói đó những câu nói đó trong những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời chính là trụ cột cuối cùng của cô những khi càng khó khăn càng đau khổ cô vẫn nhẫn nhịn được chỉ là nghĩ nếu mà có thể gặp lại mạnh hòa bình nếu như có thể gặp lại anh nhưng biết rằng rõ ràng là không thể vận mệnh không cho cô cơ hội như thế hôm nay đã thật sự cho cô kỳ tích này cô lại quên hết tất cả bởi vì anh cũng đã quên rồi bình thản ung dung lãng quên anh nhìn thẳng cô hơn nữa mỉm cười còn cô cho đến giây phút này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh đã từng trong một khoảng thời gian dài ban đêm cô giấu mình trong chăn khóc cái suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là kiếp này còn có thể gặp lại anh sau đó khóc nức nở đem tất cả nỗi đau từng chút từng chút một kể cho anh nghe bây giờ cô mới biết đó là một việc ấu trĩ đến thế nào cho dù có gặp lại anh lần nữa anh cũng không còn là mạnh hòa bình của cô những sự việc từ trước đến nay đều trở thành cát bụi bị gió thổi vào trong thời gian không để lại một vết tích anh nhớ ra Em làm gì ở đây thế Cô nói Đến thăm một người bạn Anh đột nhiên nhấn mày Em đến thăm đồng tử Hóa ra cả khu bệnh tầng 17 này Chỉ có một mình Nguyễn Chính Đông Hóa ra lại khôi hài như vậy Mạnh Hòa Bình cũng giống cô Đều là đến thăm Nguyễn Chính Đông Thực ra năm đó Cô cũng có nghe anh nhắc tới đồng tử Thậm chí còn nghe anh kể về nguồn gốc cái tên đó nguyên do là có liên quan đến Phan Đông Tử trong ánh sao đỏ rực sáng, cho nên ông nội của Đông Tử mới đặt cho cháu trai một cái tên mộ như vậy. Nghe nói, hai người từ nhỏ gắn bó keo sơn, yêu thương đùm bọc nhau như hai anh em sinh đôi. Sau này Đông Tử ở lại nước ngoài lăn lộn thêm hai năm, do đó tình bạn nhiều năm này tạm thời xuất hiện một khoảng trống. Còn cô, đúng lúc điền vào chỗ trống đó. Thật ra, cô vốn chậm chạp, Trước đây Mạnh Hòa Bình luôn gọi cô là nhà đầu ngốc gọi thân mật đến vậy sau này hãy nghĩ lại trong lòng lại cảm thấy đau xót đến trống rỗng cô ngốc thật sự rất ngốc câu nói đó của tường lâm tẩu dùng ở đây mới đúng thực ra cô sớm đã nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc hộp diêm quẹt đó loại diêm quẹt đặc biệt bên ngoài không hề lưu hành điện thoại của mạnh hòa bình reo lên anh nhìn số điện thoại nhưng không nghe máy không biết có phải là bạn gái gọi đến hay không cũng có thể là vợ cô cố gắng nhớ lại bài báo trên tạp chí nhưng một tạp chí kinh tế đúng kiểu như thế một nửa lời đồn đại cũng không hề đề cập tới cô cũng chẳng nhắc tới việc anh đã kết hôn hay chưa bỗng nhiên cô thấy xấu hổ có vợ hay chưa thì liên quan gì đến cô chứ có một câu nói rất hay từ giờ chỉ là người qua đường hòa bình không biết từ bao giờ nguyễn chính đông bỗng nhiên xuất hiện tôi nói tại sao cậu không nghe điện thoại hóa ra là đã đến rồi hòa bình dò xét anh từ trên xuống dưới <laughs> Khi sắc tốt như vậy, vẫn còn ở bệnh viện làm gì, nên về nhà dưỡng bệnh thì tốt hơn." Nguyễn Chính Đông cười nhẹ nhàng nheo mắt, "Tôi cũng nghĩ thế nhưng mà bác sĩ không cho. Trên đời này hiếm có người nào đến mặc quần áo ngủ vẫn ra dáng đến thế. Đứng ở hành lang bệnh viện, thoải mái phong lưu giống như là đang ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy. Nhưng cũng có thể do ở dưới con mắt của người yêu cũ, cô thấy Mạnh Hòa Bình vẫn đẹp trai hơn, quần áo chỉnh tề, phong thái hiên ngang." hai người đàn ông chỉ chú ý nói về kỷ niệm xưa không để ý tới cô trong lòng cô thấy lo lắng hay là nhân cơ hội này trốn chạy luôn nhỉ cũng là ý kiến hay vẫn chưa kịp nhấc chân đi thì bỗng nhiên có người thò đầu ra từ phòng bệnh anh trai có phải là hòa bình đến rồi không giọng nói mềm mại ngọt ngào đấy là cô mới nghe thấy giọng nói nhưng không ngờ rằng tướng mạo lại càng đẹp hơn nhìn rất quen rất giống nguyễn chính đông có một đôi mắt thông minh lanh lợi Nhìn thấy Hòa Bình thì mắt sáng lên Vừa giận dữ vừa nũng nịu nói Không phải bảo anh 7 giờ đến đón em sao Sao lại đến sớm như thế Vừa quay đầu liền nhìn thấy cô Cũng không nói gì chỉ mỉm cười Dường như lúc đó Nguyễn Chính Đông mới trông thấy cô Dài kỳ đến rồi sao Anh giới thiệu với cô Đây là em gái tôi Nguyễn Giang Tây Còn đây là bạn tôi Mạnh Hòa Bình Sau đó hướng về đôi kim đồng ngọc nữ Đang mơ mơ hồ hồ chỉ chỉ cô Đây là view Giai Kỳ Cuộc sống hơn 20 năm qua của Vưu Giai Kỳ chưa bao giờ lại náo nhiệt đến như thế này. Tình cũ tình mới tập trung đầy đủ, hơn nữa lại còn có thêm tình địch. Nhưng ai là tình địch của ai chứ? Cô vẫn không thể hiểu được rõ ràng. Kết quả là mọi người vào phòng bệnh uống trà, Nguyễn Giang Tây rất hiếu kỳ về cô, tự mình rót trà cho cô. Ở trong viện mà vẫn được uống, loại trà bát bảo thơm ngọt thế này thì quả thật cô cũng không hề ngờ tới. Nguyễn Giang Tây nói, loại trà này cũng được, là gọi điện cho lão Tam Nguyên đưa tới, Cô không lên tiếng, tránh được việc thể hiện cho người ta thấy mình không có hiểu biết. Tiệm trà Lão Tam Nguyên là một tiệm trà nổi tiếng với cái tên tiệm nhỏ ăn hiếp khách. Bởi vì tiệm trà nhỏ, chỗ ngồi có hạn. Cho nên, nghe nói có rất nhiều ngôi sao đi uống trà cũng phải xếp hàng đặt chỗ, lại có thể đưa trà đến tận bệnh viện. Sự nề mặt này quả thật là hàng đầu. Nguyễn Chính Đông không thể uống trà nên cầm một cốc nước trắng. Anh ta uống rượu quá nhiều, đột nhiên chảy máu dạ dày bị đưa vào bệnh viện. Nguyễn Giang Tây mô tả lúc anh bị ngất đi, từ âm thanh đến màu sắc, kể đến đoạn quan trọng hồi hộp, giọng nói trầm trầm bồng bồng. Ngay cả đến người không có liên can gì như Giai Kỳ cũng phải nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Nguyễn Chính Đông cười, đừng quá tin lời Tây Tử kể, nó làm về tin tức thời sự có bệnh nghề nghiệp thôi. Bây giờ Giai Kỳ mới nghĩ ra vì sao chồng cô ấy quen đến thế, bởi vì cô ấy là người dẫn chương trình bình luận thời sự, bên ngoài trông trẻ hơn nhiều so với Tivi. Có lẽ là do trên truyền hình lúc nào cũng dùng từ ngữ sắc bén để bình luận tin tức, nên làm cho người khác có ấn tượng rất rõ ràng. Thực ra trong cuộc sống cũng là một cô gái trẻ yêu kiều, chỉ là miệng lưỡi sắc bén hơn người bình thường mà thôi. Rất xứng đôi với Mạnh Hòa Bình. Thành Mai Trúc Mã, trai tài gái sắc, được thành công trong sự nghiệp. Bất kỳ ai nghe cũng cảm thấy đó là một đôi trời sinh. Điện thoại của cô reo lên, nhân cơ hội này trực tiếp rời đi, là Châu Tịnh An gọi tới, vui mừng hớn hở. Mau đến đây, mau đến đây. Tần thế giới đang giảm giá, có một chiếc váy rất hợp với cô. Cô hơi nâng cao giọng nói lên đáp. À, sếp có việc gấp bảo tôi tăng ca sao? Tôi lập tức về ngay. Châu Tịnh An không hiểu gì hết. Này này, cô là đầu heo à? Nói cái gì thế? Cô đáp. Cô cứ ứng phó trước đi, nửa tiếng sau tôi lập tức có mặt tại công ty. Châu Tịnh An vẫn kêu gào ở Mỹ, cô đã tắt máy, đi vào trong ái náy cáo từ Nguyễn Chính Đông. Thật ngại quá, tôi phải về rồi, Mạnh Hòa Bình nói: "Để anh đưa em về." Cô cuối cùng cũng không nhẫn nại được nói một câu: "Không cần đâu, anh còn phải đưa Nguyễn Tiểu Thư về, em gọi taxi được rồi." Nguyễn Chính Đông nói: "Vậy cô đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi đưa cô về." Cô vẫn chưa kịp từ chối, Mạnh Hòa Bình đã nói: "Được rồi, cậu vẫn còn ở trong viện mà, tôi đưa về sau đó sẽ quay lại đón tài tử." Nguyễn Chính Đông cũng không kiên quyết nữa. "Vậy cảm ơn nhé." Mạnh Hòa Bình cười, quả thực không giống Trước đây giúp cậu đưa người này người kia cũng có thấy cậu cảm ơn câu nào bao giờ đâu. Nguyễn Chính Đông vẫn cười. Tôi nhờ cậu đưa ai về vào lúc nào hả? Đừng có mà đứng đó nói linh tinh. Giai Kỳ cảm thấy đau âm ỉ trong ngực. Lục phủ ngũ tạng đều co rúm lại. Dường như trong dạ dày cũng bị thủng một lỗ lớn. Chỉ sợ rằng cổ họng sẽ ngọt ngọt rồi nôn ra máu. Cô cảm thấy bản thân như con mũi vằn bị rơi vào mạng nhịn. Dãy ruộng thế nào cũng bị càng nhiều sợi bó chặt hơn từng sợi một dính vào không thể thở nổi không còn sức lực chỉ có thể mở to mắt bất động chết không nhắm mắt đi cùng thang máy với mạnh hòa bình xuống dưới từng gang tấc không gian chỉ có hai người bọn họ quả thần giống như chiếc lồng giam cô thật sự không muốn đi cùng xe với anh do đó liền nói hay là em gọi taxi có rất nhiều taxi ở ngoài cổng bệnh viện rất thuận tiện không được giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lại thêm một câu anh đã đồng ý với đồng tử rồi Có tình có nghĩa như vậy Tại sao cô lại muốn rời nước mắt chứ Anh lái một chiếc chopster Không gian trong xe rộng rãi Không khí lạnh u u Không một tiếng động Chỉ có cô là cảm thấy chật hẹp Anh lái xe rất chậm Dường như là đã quen như vậy Đã lâu như vậy không gặp Anh quả thật giống như một người khác rồi Giống như anh hùng xạ điêu trong trí nhớ lúc còn nhỏ Luôn đẹp như thế, tốt như thế nhưng lại không dám mở ra xem. Sợ khi xem xong rồi sẽ cảm thấy không giống như vậy. Những ký ức cô đã từng có chỉ sợ rằng sẽ không phải như vậy. Buổi chiều thứ bảy, xe trên đường chậm chậm. Những chiếc xe màu xanh lá cây giống như là từng lớp lá xanh trôi giạt uốn lượn trên dòng sông. Còn cô dường như đang ngồi trên thuyền nhìn hai bên những cánh buồng cập bến, những tòa nhà san sát. Đúng lúc đèn đỏ, dừng lại ở đó đợi. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ Bỗng nhiên nhận ra con đường này Nếu mà dãy bên trái đi tiếp thêm 5-600 mét Có thể nhìn thấy một tòa nhà mang phong cách cổ Từng tòa nhà giống như vô số các hộp diêm Giống y hệt nhau Những mặt tường xi măng thô ráp, Những chiếc cửa to vò chi chít Lại càng giống những tổ chim sáo Nhớ lại năm đó Cầm một chiếc ghế mây ra ban công chặt hẹp sưởi nắng Trên đầu phơi đầy áo phông của cô đổ lót của anh tà áo hoặc vạt áo thường lướt nhẹ qua đầu họ bên ngoài ban công là âm thanh ồn ào của còi xe cộ của tiếng người nói tiếng nhạc từ cửa hàng buôn bán nhỏ âm thanh cuồn cuộn như đại dương xô những con sóng lớn đập vào thành ban công ánh mặt trời màu vàng nhạt như là những hạt cát chảy trong chiếc đồng hồ cát không có âm thanh không có tiếng động nào chỉ húc đầu vùi mặt và chảy xuống ban công nhà bên cạnh cầm một chiếc sàng lớn ra để phơi những miếng măng tây. Nhiều năm sau đó cô vẫn nhớ, nhớ mùi vị của hạnh phúc đó chính là phơi măng tây. Mùi đặc biệt của măng tây khô, chen lẫn mùi bụi bạp trên cơ thể lấm bẩn. Bàn công rất nhỏ rất hẹp, chỉ có thể đặt một cái ghế. Anh thường tranh giành với cô. Cuối cùng hai người chen chúc với nhau trên một chiếc ghế, cũng không cảm thấy nhàm chán. Còn bám chặt lấy anh hỏi, Mạnh Hòa Bình, tại sao anh lại tên như thế? Anh nói, Cha mẹ anh hy vọng thế giới hòa bình mà. Sau này mới biết, lúc anh sinh ra, bố anh còn đang ở ngoài chiến trận, cho nên mới đặt tên anh là Hòa Bình. Cuối cùng cũng vẫn đến công ty. Cô nói, anh đừng xuống xe. Anh nói, không sao. Vẫn cứ xuống xe giúp cô mở cửa, tay đặt lên nóc xe, hành động lịch sự ga lăng. Trước đây anh rất lười, chỉ có cô mới biết. Biết tất thay xong bất ở đó, chỉ đến khi cô dùng vũ lực, anh mới chịu đi giặt lại còn ca hát trong cái phòng vệ sinh chật chội nữa a à, cho ta một bà vợ tốt để cho ta không phải giặt bít tất cho dù là nộp hết tiền lương cho dù là có véo tai ta ta cũng không hề hối hận bài hát nước vong tình sai nhịp điệu làm cho cô cười ngặt nghẽo cô đưa tay ra véo tay anh hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng nghiêng đầu dịu dàng hôn cô cứ như thế gạt đôi bàn tay toàn bọt xà phòng rồi dịu dàng hôn cô Cô nói, em lên đây. Anh ở một tiếng, cô đi sâu vào đại sảnh mới quay đầu nhìn lại, cách bức tường kính. Từ xa xa nhìn thấy anh vẫn chưa đi, đứng dưới ánh nắng ngay gắt, dựa vào thành xe, cúi đầu ngậm một điếu thuốc, quẹt diêm, một lần, hai lần, cuối cùng cũng bốc cháy, Chầm điếu thuốc, anh ngẩng đầu lên. Cô vội vàng quay người đi vào trong Chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa Nước mắt sẽ chảy Chương 3 khi chia tay với anh cũng là cô quay người bỏ đi anh đứng đó như thằng ngốc nhìn cô từ xa cô càng đi càng vội càng đi càng nhanh chỉ sợ bản thân mình sẽ không kìm được bật khóc sẽ quay người lại cuối cùng anh đuổi theo nắm lấy vai cô cứ nắm thật chặt như vậy ngay cả hơi thở cũng gấp gáp dài kỳ em đừng như thế đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóe mắt đỏ hoe chỉ giữ chặt lấy cô dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra cô sẽ có thể biến mất dường như cô cố gắng dùng hết sức lực của mình trong cuộc đời này mới có thể kìm được nước mắt, cười lạnh lùng, dùng những câu từ vô tình nhất, giống như mũi dao sắc nhọn cứng rắn đâm xuống để cho những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và cô được cắt đứt. Mạnh Hoa Bình, tại sao anh lại ấu trĩ như vậy? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tại sao anh vẫn không chịu hiểu? Tôi xin anh, tôi phải học tiếp lên thạc sĩ, anh đừng có làm lỡ tiền đồ của tôi. Anh không tin? Anh dường như gào lên anh không tin anh không tin lời em nói vì cái thạc sĩ chết tiệt gì đó mà em rời xa khỏi anh anh không tin cô mỉm cười tàn nhẫn mạnh hòa bình học tiếp lên thạc sĩ đối với anh mà nói có thể không là gì nhưng đối với tôi nó rất quan trọng rất quan trọng tôi không phải vì học tiếp lên thạc sĩ mà đi theo từ thời phong thực chất là tôi yêu anh ấy anh có hiểu không hả bàn tay anh nặng như vậy nắm chặt làm cô đau đến không chịu được tất cả nước mắt đều trở thành ánh sáng trong vòm sáng chỉ có khuôn mặt của anh đôi lồng mày của anh đôi mắt anh đôi môi anh từng chút từng chút một dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt cô tiếng nói của anh xa xăm mà nhẹ nhàng anh không hiểu anh chỉ biết rằng trên thế giới này đối với anh em là quan trọng nhất sống mũi cô cay cay đầu gối mềm đi trong lồng ngực đau đến tột cùng tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng cô đang run lẩy bẩy ngay cả đến giọng điệu cũng thay đổi rõ ràng sắc bén nhưng mà, đối với tôi, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều quan trọng hơn anh. Anh nhìn cô, cô có một cảm giác vui sướng đến tê dại, giống như là một người tự cầm dao cắt tĩnh mạch của mình để tự sát, từng giọt máu chảy xuống, tí tách, tí tách, sau đó rơi vào một sự an lành trống rỗng, bốn bề đều là những đám mây mịn màng, những nỗi đau đều trở nên xa vời, chỉ có sự sảng khoái đến tê liệt. Từ trước tới nay, anh sống như vậy là vì anh chưa bao giờ trải qua cho nên mới cảm thấy mới mẻ, nhưng tôi thì đã chán ghét rồi. Tôi đã sống hơn 20 năm cuộc sống như thế, bình thường như thế, khó khăn như thế, cả đời chỉ cố gắng để kiếm tiền mua nhà, tính toán tỉ mỉ, mặc một bộ quần áo mới cũng cảm thấy rất vui. Tôi chán ghét rồi, anh có hiểu không hả? Anh thích cuộc sống như thế vì nó quá bình thường, anh nói anh thích cuộc sống bình dân như vậy là bởi vì anh đã sống hơn 20 năm cuộc sống cao sang giàu có, chưa từng được trải nghiệm qua. Còn tôi, tôi sống trong cái thế giới bình thường này lâu quá rồi, mệt mỏi chán ghét lắm rồi tôi hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn cái gì gọi là tương lai anh không hiểu được bởi vì từ khi sinh ra tương lai của anh đã là một con đường tươi sáng rộng mở còn tôi tôi dùng với rất nhiều rất nhiều người khác phải đấu tranh thế nào phải nỗ lực thế nào mới có thể sống tốt hơn mẹ anh nói rất đúng chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau không suy nghĩ chín chắn nên mới ở bên nhau không thể có hạnh phúc không thể được dài lâu sớm muộn cũng sẽ có một ngày tan vỡ hôm nay tôi rời xa anh tôi có thể đạt được rất nhiều thứ thực tế hơn Tại sao tôi phải bỏ đi cái cơ hội đó chứ? Tại sao tôi không thể vì tương lai của mình Mà đưa ra một quyết định đúng đắn? Từ thời Phong có thể kết hôn với tôi Anh có thể không? Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói Giọng nói khản đục, âm u Lộ ra sự đau thương không thể đè nén Anh yêu em, dai kỳ Anh không cần biết em nói gì Anh yêu em, nếu em đi rồi Cả đời anh cũng không có cách nào Để mang em trở lại nữa Cô muốn rút bàn tay mình ra Khỏi những ngón tay của anh anh không chịu buông, cô tách từng ngón từng ngón tay của anh ra. Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt, uốn thành một đường cong như thế. Có thể sẽ đau đớn, nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ. Chỉ cần những tổn thương anh phải chịu sẽ ít nhất, cô nguyện chịu đựng tất cả. Sức lực của anh lớn hơn cô. Cô không thể tách rời những ngón tay anh. Cuối cùng cô quyết định đưa tay lên, tát mạnh anh. Âm thanh rõ ràng vang dội như thế Cũng giống như là đập mạnh vào tim của cô Dường như đau đến nỗi không còn sức lực để tiếp tục nữa Nhưng lại chỉ vào mặt anh mắng Mạnh hòa bình Anh có phải là đàn ông hay không Tôi đã nói tôi không yêu anh Tại sao anh cứ mặt dày như thế Anh không cần thể diện nhưng tôi cần Anh bỏ tôi ra Đừng làm tôi buồn nôn nữa Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa Nói những lời độc ác như thế Tàn nhẫn như thế Tuyệt tình như thế Đáy mắt anh chỉ còn màu đỏ Đồng tử nhanh chóng co lại Nhìn cô trừng trừng Giống như là đang nhìn một tên đau phủ Còn cô thì cứ đứng sững đó không động đậy Cuối cùng anh tuyệt vọng Ngón tay dần dần nới lỏng ra Cuối cùng cũng buông tay Cô kiên quyết quay người Vội vàng đi về phía trước Đi rất xa, rất xa Đi liền hai con phố Mới lào đảo tỉnh táo lại Cứ ngồi như thế trên đường Ôm hai vai gào khóc nức nở Cô khóc như vậy một giờ đồng hồ những chiếc xe đi qua đi lại những cột đèn sáng giống như đôi mắt giống như vô số những đôi mắt sáng lấp lánh cô khóc đến run lên từng đợt móc những viên gạch trên vỉa hè khiến cho móng tay trên ngón trỏ đều bị gãy hết cũng không hề biết đau máu cứ thế chảy hỗn loạn lau đi nước mắt đứng dậy rồi lại đi tiếp vừa đi lệ vừa rơi không ngớt cô không hề biết rằng yêu một người lại có thể buồn đến vậy giống như là khoét mất một mảnh tim cầm dao khoét vào đâm vào vết thương từng nhát một, không thể dừng lại, giống như là cả đời đều không thể dừng lại. Trong sách thường miêu tả như đứt từng khúc ruột, không phải là đứt, mà là dùng những nhát dao nhanh chóng mỗi nhát đâm xuống, máu thịt trở nên mơ hồ, đau đến tột cùng, nhưng lại không có cách nào, cứ để cho nó dùng hàng ngàn lưỡi dao dóc từng mảnh thịt. Mạnh Hòa Bình, em yêu anh, cho nên tất cả đều là do em cam tâm tình nguyện, em không thể không có anh, nhưng em nguyện rời xa, Em biết rằng cả đời em vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh, nhưng là em cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh sống tốt hơn em, chỉ cần anh hạnh phúc hơn em, tất cả em đều chấp nhận, chỉ cần vì anh, cho dù có mất anh, cho dù cả đời này vĩnh viễn cũng không thể có anh, chỉ cần vì anh, em đều sẽ chấp nhận. Sau này cô cứ nghĩ mãi, kết thúc một cách rõ ràng như thế. Nhớ đến rõ ràng như thế, nhưng lúc mới bắt đầu, những sự việc lúc đầu tất cả đều trở thành những giấc mơ xa xôi mơ hồ trên thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được cô đã rơi bao nhiêu lệ mới thật sự có thể chôn sâu vết thương này không để cho ai nhìn thấy người thân thiết như từ thời phong cũng không biết tháng trước cô cùng từ thời phong đi ăn cơm nhật bản anh còn đùa với cô rằng dài kỳ em quả thật là qua cầu rút ván nhớ lại năm đó anh vì em mà mang tiếng xấu bây giờ ngay đến cả liếc anh một cái cũng không thèm cá vĩ ngon không thể tả. Giai kỳ cắm đầu xuống an ngủ ngoàm nói. Từ đại luật sư, những người liếc nhìn anh đã quá nhiều rồi, cũng không cần đến kẻ như em. Từ thời phong dường như rất phiền muộn. Cả thế giới này nhìn em với ánh mắt coi trọng, mỗi một mình người đó lại nhìn em khinh thường. Giai kỳ hơi bị sặc mù tạt, cay, cay trong cổ họng như mọc lên hàng ngàn chiếc lông nhỏ, mỗi một sợi đều u u góc nên vị cay. Cô uống vào hơn nửa cốc rượu trắng mới dịu lại, vẫn còn bị vị cay làm cho nước mắt chảy ràn rụa anh à em sai rồi được chưa anh đừng thương xót em kiểu đó từ thời phong lại bắt đầu nói lại nhảy Giai kỳ à em cũng không còn nhỏ nữa tai giai kỳ trai lại câu nói này cô đã nghe chỉ thiếu trăm lần thôi quả nhiên chỉ nghe anh nói không phải là anh thích nói nhiều con gái tìm được một người rồi gả đi tốt hơn bất cứ thứ gì trong văn phòng anh có mấy thanh niên tuấn tú lúc nào đó hẹn ra ngoài nếu không thích thì không sao năm nay lại có một đợt đàn em mới tốt nghiệp tới em chỉ cần mở to mắt đến chọn là được giai kỳ thở dài một cái lẩm bẩm nói đường đường một đại luật sư như thế còn là một trong mười thanh niên kiệt xuất của thành phố thú với bên ngoài lại là làm bà mối từ thời phong cười lớn hai đôi lông mày như thanh kiếm nhấn lên giấu vào trong mái tóc càng trở nên tuấn tú hơn giai kỳ trong lòng mơ hồ nghĩ dáng vẻ này hình như giống một người nhưng nhớ mãi cũng không ra cuối cùng cô dối lên một câu nói đã nhịn trong lòng rất lâu cuối cùng cũng nói ra anh à hai hôm trước em nhìn thấy hình của mạnh hòa bình trên bìa tạp chí từ thời phong đờ ra một lúc rồi mỉm cười cái tên tiểu tử này năm đó còn hung hãn cho anh một nắm đấm thiếu chút nữa là đánh anh đến mức hỏng cả võng mạc nghe nói bây giờ đã nở máy nở mặt rồi công việc kinh doanh rất tốt hai năm trước anh nghe đàn em nói anh ta làm đại diện cho một game online nổi như cồn kiếm được không ít tiền. Lời nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết rằng anh rất cẩn thận, vẫn sợ lại làm tổn thương cô. Trong lòng không kìm được chua sót, anh đã từng làm game online. Khoảng thời gian không có anh trong cuộc đời là một khoảng trống lớn. Khoảng trống đó dường như làm cho con người ta hoảng hốt. Chỉ biết rằng những ngày đầu, anh làm việc ở một công ty IT, liên tục làm tăng ca, về nhà, mệt đến nỗi không cần tháo tất ra cũng ngủ được. Vất vả như thế. Anh đã từng vất vả như vậy đều là vì cô, Dài kỳ nhét con sò biển vào miệng, mùi vị của si và mù tạt, mùi tanh chân ngấy của biển, tràn lên, chỉ thiếu mức nghẹn thở thôi. Từ thời phong nhìn thấy cô bị cay đến nước mắt giản rụa, đưa tay ra giúp cô rót một cốc trà. Đắng, vẫn đắng, cô hít một hơi, thảm hại giải thích, mù tạt cay quá. Đừng có mà giả bộ với anh. Anh vỗ vỗ vai, muốn khóc thì cứ khóc to lên, đến đây, anh cho mượn vai, 20 tệ một phút, em muốn khóc bao lâu thì khóc cô giận dữ anh tàn nhẫn thật đấy một nghìn hai trăm tệ một giờ anh là đồ ăn cướp sao <laughs> người ta bàn bạc với em một giờ bao nhiêu tiền người ta tư vấn anh một vấn đề bao nhiêu tiền huống hồ em còn khóc nữa hứ <laughs> đồ hám tiền cây cung nhỏ đó không phải là do em dạy anh sao trên thế giới này ngoại trừ tiền ra không có cái gì đáng giá để cố gắng kiếm tìm dài kỳ cảm thấy hơi ngại năm đó cô ham chơi ở học viện ngoại ngữ cô nổi tiếng với cái tên cây cung nhỏ của cô rất ít người con gái lại càng ít cho nên được phân vào ở ký túc xá của khoa tiếng anh buổi sáng ngủ dậy học từ một loạt những giọng nói london khí chất cao quý dày da di dầm chỉ có mình cô nói như tên bắn cho nên bạn cùng phòng ở giường tên sướng nguyên nguyên đặt cho cô biệt danh là cây cung nhỏ sau đó cái tên đó được truyền ra ngoài ngay cả từ thời phong cũng gọi cô như thế tuổi trẻ qua là đẹp cô dịu giọng lại cứ hễ anh gọi em là cây cung nhỏ Em lại cảm thấy mình trẻ hơn nhiều Từ thời phong nhìn cô khinh thường Bớt giả bộ trước mặt anh đi Em dám nói từ đó xem Cô tươi cười vui vẻ Em đã nói đâu mà Từ thời phong lại than thở Em mới là người nuôi hy vọng nhiều nhất Đã nhiều năm như vậy Vẫn còn nhớ đến mạnh hòa bình Anh thật không hiểu cậu ta tốt ở điểm nào Cái tên tiểu tử đó ngu ngốc đến không chịu nổi Đúng là một khung gỗ mục Giai kỳ rót cho mình một cốc rượu từ thời phong dường như tự chế giễu mình Nhìn anh xem Kẻ tám lạng trên người nửa cân Giai kỳ dừng lại một lúc rồi hỏi Vẫn không có tin tức gì của An kỳ sao Từ thời phong cười đau khổ Cả đời này Anh chỉ sợ không thể tìm lại được cô ấy nữa Cả đời này chỉ sợ không tìm lại được em Rất lâu rất lâu trước đây Có người đã nói với cô như vậy Trong lòng Giai Kỳ cảm thấy chua xót Anh lại không hề biết Cô vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh Dài kỳ nâng ly lên Nuốt xuống từng ngụm từng ngụm Đắng chát ở cổ họng Cũng tốt, cô thà rằng không gặp Từ thời phong lại hỏi Thứ bảy tuần trước có phải là em đến hồ nước câu cá không? Giai kỳ sững sờ bây giờ mới nhớ ra Tuần trước cô đi chơi cùng Nguyễn Chính Đông Nghĩ tới cảnh tượng đó lại thấy rất buồn cười Kéo một đoàn người đi ra hồ nước ở ngoại ô non nước trong xanh phong cảnh đẹp như tranh những người phụ nữ đi cùng chỉ nằm trên bờ nghỉ ngơi sưởi nắng người người đeo kính đen nằm dưới những chiếc ô xoa kèm chống nắng dường như là đang nằm bên cạnh hồ bơi nước xanh dập dờn đàn ông lại làm như thật bày ra một loạt cần câu quả thật giống như là sát khí bừng bừng có đi mà không có về cá vừa cắn câu chiếc chuông vang lên leng keng lập tức ồn ào loạn xạ hết cả lên bên dưới chiếc ô chỉ nghe thấy tiếng cười nói gọi nhau ở mỹ có cách đến cả ngọn núi cũng vẫn có thể nghe thấy được Lúc đó dài kỳ nghĩ, ô nào như vậy thì câu cá thế nào được chứ? Kết quả là, người quản lý hồ nước sai người vứt hai bà cái sục không khí xuống nước, sau đó lại không ngừng sai người trèo thuyền thả mùi nhử. Đừng nói đến cá mà ngay cả mỹ nhân ngư cũng bị họ dụ dỗ cắn câu. Thủ đoạn chuyên nghiệp cao tay, quả thật là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Lúc đó, dài kỳ ngồi một mình dưới gốc cây nghịch nước, liền nghĩ đến đoạn câu cá trên sông trong khánh hỉ kỷ sự, bật ra cười lạnh lùng. Cho đến hôm nay, không chừng có người còn sắp xếp cả thợ lặn xuống dưới ấy chứ bất chợt đằng sau lưng có người hỏi đang nghĩ gì thế cô giật bắn mình quay đầu không kìm được chừng mắt nhìn nguyễn chính đông một cái rồi mới vỗ vỗ ngực để làm cho mình bớt sợ anh ta đúng là một chiếc giá quần áo trời sinh ngay cả mặc quần áo câu cá cũng giống như cây ngọc trước gió cũng không thèm để ý bộ quần áo trắng hơn tuyết ngồi xuống giúp cô xem cần câu mồi trên cần câu đã sớm bị cá ăn hết anh nhấc dây câu lên cười với cô sao cô giống như ông cụ già vậy trên cần câu này chẳng có cái gì cả Thế thì câu cá gì chứ Cô nói đầy lý lẽ Tôi đâu phải đến để câu cá Tôi đến để câu rùa vàng Anh dương mặt lên Chỉ nhìn thấy xa xa những lùm cây mơn mởn Được bao bọc dưới nắng xuân Từng tốp nam nữ thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng cười Không biết có phải là câu được cá lớn hay không Anh liền cười với cô Nói không thật lòng Bọn họ đều ở đầu bên kia Cô một mình ngồi ở bên này thì có thể câu được rùa vàng hay sao Cô cười hì hì Dùa vàng quả thật không có, dùa đất thì có một con. Anh làm ra vẻ lấy cần câu quăng về phía cô. Cô nhanh nhẹn nhảy lên giống như một con hiêu, xinh đẹp uyển chuyển, cười mỉm một lúc xong đã nhảy đến tảng đá. Ngồi xuống tiếp tục nghịch nước. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, giống như những bột vàng rơi khắp trên khuôn mặt và cơ thể. Ánh nước lấp lánh như thủy ngân sáng long lanh trong tay cô. Anh nhào mắt nhìn cô, dường như bị ánh sáng làm trói mắt không thể mở ra được. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi khẽ nè nói nghiêm túc đi tại sao lúc nào tâm hồn cô cũng treo ngược trên cành cây thế hả vừa nãy lại nghĩ gì thế cô nói nghĩ đến chuyện trong sách sách gì hả mà làm cho cô nghĩ đến cười ngớ ngẩn khánh hì kỳ sự chưa đọc đúng không người như anh mà đọc tam quốc diễn nghĩa thì đã rất tốt rồi anh lại trả lời rất thật quả thật chưa đọc tôi chỉ mới đọc tam quốc thôi không đọc thật là đáng tiếc cô vô cùng tiếc nuối trong đó non nước đẹp tựa tranh mỹ nữ tựa như mây mỹ nữ tựa như mây vậy cô xem để làm gì tôi xem thái giám ở trong đó không được sao anh giờ khóc giờ cười định nói gì đó nhưng lại thôi cô không hề hy vọng anh có thể hiểu được cho nên lẩm bẩm một mình thật ra tôi muốn xem áo gấm đi trong đêm bông hoa nhài cắm vãi cất trâu yêu phải người mình không nên yêu cũng phải có kết cục nào đó cho dù là thảm một chút cũng là một cái kết vẫn chưa nói xong từ xa đã có người gọi chính đông chính đông cá cá chiếc chuông trên cần câu của anh kêu leng keng leng keng anh bỏ lại cô lập tức đi thu cần dây câu tảng đá lồi lõm không bằng phẳng ngồi xuống thấy khó chịu dài kỳ cũng không thể ngồi lại được nữa nên đứng dậy rồi nghĩ đến lần đi câu cá cùng mạnh hòa bình lúc đó làm gì có cảnh tượng như bây giờ cũng chỉ có anh và cô hai người hai người bị ánh nắng chiếu đến mức trong như con cá trạch cũng chẳng câu được mấy con cá nhưng mà lại cực kỳ vui vẻ sau khi về da trên mặt cô còn bị bong da bị đỏ trong một thời gian dài giống như quả táo lúc đó còn trẻ uống sữa xong lấy ít sữa còn lại trong bình bôi lên mặt giống như là đắp mặt nạ đánh răng xong lại quên không rửa kết quả là mạnh hòa bình hôn cô nhăn răng nhếch mép nói chửa hết mùi hôi của sữa cô lấy gối đánh anh trong cơn mưa gối anh nhanh chóng hôn cô ồ thơm quá giống như là trẻ con được ăn kẹo rất hài lòng ánh mặt trời quá mạnh giai kỳ cảm thấy hơi chóng mặt cũng có thể là do phơi nắng quá lâu toàn bộ cảnh vật trước mắt đều là một màu xanh mênh mông của nước những ngọn núi bên kia trùng trùng điệp điệp giống như một vết than xanh non nước như một tấm lụa tiếng cười nói ồn ào nơi xa xa nơi đó đều là chuyện của người khác không liên quan gì đến cô giai kỳ không ngờ rằng từ thời phong cũng biết chuyện đó không kìm được nói ừ, em đi câu cá làm sao anh biết? Từ thời phong dò xét cô từ trên xuống dưới rồi mới nói. Người khác nói với anh. Lúc đó anh còn không tin. Tốt xấu gì tại sao lại đi cùng nhóm người đó chứ? Trong đó chẳng có ai là người tốt đẹp. Dài kỳ trột dạ. Em sai rồi, từ sau sẽ không dám nữa. Từ thời phong lại thở dài một cái nói. Anh cũng không nói nhiều với em nữa Từ trước đến nay em là đứa biết phải trái Nhưng có lúc lại quá biết phân biệt trái phải Anh nói cho em biết Con gái mà Lúc nào cần ngốc thì ngốc một chút cũng không hại gì Dài kỳ cười hì hì Anh à em vẫn chưa đủ ngốc sao Từ thời phong dường như rất bất ngờ Dừng lại một lúc mới gật gật đầu Em quả thật đã đủ ngốc rồi